Thế là bao nhiêu con? Chốt là 101 đúng không? 101 đôi. 101 đôi. 202 con. Rồi khênh lên đi. Khênh về cho sớm thôi làm nào được. Dạ bác. Vâng. Đấy nhá, quay đầu đầu này vào nhá. Cân để cân không? Giận có con nào kẹp chân không? Cho lùi ra tí đi ông vỡ. Rồi. Ôi thế này không được rồi, cong rồi, cong. Cong cứ để cái bàn này, cong không? À, đây. Ừ, bẹp chim đấy. Đây lấy cái kìm, lấy kìm kìm vào đây. Nhấc lên đã. Nhấc lên cho kìm thêm vào. Nào kìm bơi nhấc xuống. Thử từ từ. Đấy là được. Đấy. Thứ ba phát rồi đấy. Nhanh như thế. Đó, ba phát à. Sát nhau mà nó khỏe. Off như đây. Nó chịu được nhiều nhất. Nói chung thiết kế cái này không vâng. Có thể chứa được nhưng mà nó đầy rồi. Quá nó cũng đấy. Đây nó tầm 50 con xe ra tí. Để ra tí, nuôi lại tí. Em nghe anh ơi. Được chưa? Đã nhận đủ rồi anh nhá. Gọi báo đầu trong kia đi. Gọi lái xe xe xe. Giờ sáng mai nó mới vào miền Đông. Bảo đi, nó lại lùi. Thì anh bảo. Sập làm sao được? Nhiều sắt thế nào? Châu thoải mái mà. Bây giờ quấn vào đi, quấn bạt vào đấy, nó đi nó lạnh được. Đấy, tao thấy nó bị đè. Thường hàn. Hả? Không phải. Lưng nó tưởng đấy. Không vấn đề, nó có hơi thế này thì cũng không thoải mái, nó không vấn đề gì. Nói chung là thiết kế của thằng này không chở nhiều được như này. Hơi bị quá. Để ô tô thì được. Đúng. Xe máy là nén. Máy nó vẫn. Cái gì đấy con ơi? Bớt ra rồi nha. Thôi, tại vì hút gió từ đằng trước hút lại mà. Sao không che cả đốc nữa đi. Không cần đốc, gió hút từ đằng kia hút lại, không ai hút từ này hút chú ra cả. Ơi, cởi mất rồi à? Đi phải chắc. Thế nào mà khóc ghê thế? Này, đi đường thì nhau hỏi, cái chim gì đây? Bao tiền con đó? Nhiều thế. Nó lại tưởng là một cục pháp. Mua đâu đây? Bọn nó lại tưởng một cục pháp. Ừ, nó cũng giống. Ý ơi! Có phải chăng cái đầu này đấy rồi không? Ý ơi! Phải có cái đây còn dây này. Sao thế cho nó chắc. Nhường em. Đi ra phát hai cái này thôi rồi con ơi. Nào em ơi. Cái này nó có cái cáng, nó êm rồi. Mày ạ. Cáng nó không được rồi, nhiều rồi. Mái chăng hai bên lại. Dẻo hai gì đó nè. Ừ, gieo đốc. Rồi, yên tâm. Gieo đốc. Đến rồi. Lâm giữa ta ra đội mũ và để nó đi luôn ấy. Ông viên đèo, ông Hàm đèo cho. À, đèo được không? Trời ơi, đèo quen xe, đèo mẹ này. Cái gì xe nào chỉ được nhau. Ngã vương mũi ấy. Con bình bịch cứ đi được. Cứ đi chèn chèn thôi, còn gì đâu. Tao ngay thì vô tư, nhưng mà vô tội là...
Nhớ thế nào cái thế này, khó nói. Không cần xe chứ cần xe nào chả đi được, xe nào chả giống xe nào. Cả mốt nào còn đi được nữa không? Về thả ra xong ngày hôm sau nữa mà anh nhìn xem những cái con nào mà nó thuộc về một nhóm thì anh dồn nó vào một lùa, một chuồng. Có nghĩa là những con nào mà nó đây to, nó nhanh nhẹn thì dồn một chuồng. Con nào mà nó kém thì nhồn vào một chuồng ở gần chỗ mình hay chăm sóc thì mình cho chế độ riêng để vực nó lên. Ví dụ thế. Không, thằng này nuôi gà kinh nghiệm mang đấy. Gà nhép của ông ấy, con nào kém nhép rồi. Khỏe là con này yếu lắm. Nghĩa là thế là. Đấy, nó cùng một bu mà. Con khỏe thì cùng một bu thì nó sẽ tranh ăn nhau nó bình đẳng. Mình nuôi thì mình phải để ý, mình phải tự có những cái sáng kiến ra chứ. Trong lao động có sáng tạo. Chỉ có những người lao động thì mới có sáng tạo được. Không lao động không biết gì mà sáng tạo cả. Điểm chỉ chỗ nào cần thiết đi. Rồi điểm hết rồi. Đấy rồi mũ vào, để em lên xe. Chúng ta đi hộ tống có cái cây này đi trước để dơ đi à. Coi hú, coi hú, coi hú. Dơ dậy đi. Xe không chưa kém được nhá. Gì? Xe kém được. Xe ta hả? Khói bố kém cái cốt để khói. Để khói, không lân với ai. Ui, lại còn hút thuốc nữa thì để ăn thuốc. Chim nó sắc. Nhanh về đi. Chim nó không mùi thuốc đi không? Có mười mấy cây, 12 cây. Gần nhanh à. Nửa đường đấy. Vâng vâng. Tiếp. Thế thì đây xe nào đây à? Quánh thử quá xe nó mất không? Từ từ để mở cửa. Ôi. Vâng. Vâng. Đó, nó là những cái người đã chuyển đổi từ nuôi gà sang nuôi chim các bạn ạ. Và mình để giống cho họ. Quý vị và các bạn muốn mua chim vú nuôi, chim Nhật Pháp để sinh sản, quý vị và các bạn có thể alo cho bên mình.